cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thống đốc vùng Kha Kip do Ukraine bổ nhiệm, Oleg Sinierhubov thông báo chính quyền địa phương sẽ tiến hành sơ tán bắt buộc đối với cư dân sống ở các khu dân cư gần thành phố Kupiansk. Theo thông báo của thống đốc Oleg Hubob, toàn bộ cư dân sống ở 57 khu dân cư xung quanh vùng Kupyaz sẽ được sơ tán. Tất cả trẻ em và cha mẹ hoặc cư dân Ukraine có giấy tờ hợp lệ sẽ được sơ tán ở 18 khu dân cư thuộc hai khu vực Velikobulushka và Vinkhuvatska. Ông Hubob nói, những người sơ tán sẽ được bố trí nơi ở mới vùng Kharkiv hoặc ở các vùng lân cận khác. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nơi ở cho họ. Ông Sinia Hubob nói, đây là động thái nhằm bảo vệ các gia đình có trẻ em trong xung đột. Quân đội Ukraine trước đó đã thông báo Nga đang tập trung lực lượng lớn gần thành phố Kupians, dường như chuẩn bị cho một cuộc tiến công quy mô lớn. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở ở Mỹ nhận định, Nga có thể lập lại chiến thuật trong cuộc tiến công thành trì Abdiivka, nhưng với quy mô lớn hơn theo tờ Kyiv Independent, lực lượng Ukraina phòng thủ ở Kupians đang căng mình chuẩn bị đối phó một cuộc tấn công lớn mới của Nga. Một binh sĩ Ukraina cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc đột phá ở Kupians, Nga đang tập hợp mọi lực lượng, mọi trang thiết bị và cảnh báo có điều gì đó bất lợi sắp xảy ra. Các nhà quan sát quân sự Ukraina cho biết, Nga từng điều một số lực lượng chiến đấu gần Kupian tới hỗ trợ cuộc tiến công ở Avdiivka. Với việc Nga đã kiểm soát thành trì ở Abdiivka, Kupyansk một lần nữa trở thành mục tiêu hàng đầu. Nga có lẽ đang chờ thời điểm thuận lợi, có thêm lực lượng bổ sung trước khi mở cuộc tiến công toàn diện nhằm vào thành phố Kupyansk. Thời gian hiện đang không ủng hộ Ukraine, giống như các lực lượng khác ở tiền tuyến, lực lượng phòng thủ Ukraine ở Kupyansk cũng đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực, vũ khí và đạn dược, và điều này hoàn toàn trái ngược với Nga. Một binh sĩ Ukraine nói rằng, chúng tôi đang từ từ cạn kiệt tất cả mọi thứ. Miễn là còn sống, chúng tôi sẽ cố gắng giữ phòng tuyến ở Kupian. Về phía Mỹ, CNN dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ đã nói rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đặc biệt lo ngại rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc chiến trường ở Ukraine. Chính quyền Mỹ đưa ra nhận định như vậy dựa vào nhiều dấu hiệu khác nhau, các phân tích dữ liệu tình báo nhạy cảm theo đánh giá của phía Mỹ, một trong những sự kiện có thể khiến Nga sử dụng vũ khí hạt nhân là việc Ukraine giành lại quyền kiểm soát thành phố Kherson. Thời điểm đó, Nga cáo buộc Ukraine sử dụng bom bẩn, một cáo buộc mà Washington cho rằng Moscow dự lên để làm cớ cho một cuộc tấn công hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thực hiện một loạt cuộc điện thoại tới các quan chức quốc phòng ở Mỹ, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ và thông báo với họ rằng Điện Kremlin lo ngại về những hành động khiêu khích tiềm tàng của Ukraine liên quan đến việc dùng bom bẩn. Mỹ đã bác bỏ cáo buộc của Nga, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về mục đích thực sự của Moscow khi đưa ra cáo buộc như vậy, trong đó có nhận định Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân. Tuy nhiên, nguồn tin của CNN cho biết, Mỹ chưa bao giờ phát hiện được thông tin tình báo cho thấy Nga đang thực hiện các bước huy động lực lượng hạt nhân của mình để thực hiện một cuộc tấn công như vậy mặc dù vậy các quan chức mỹ vẫn không chắc chắn liệu nga có triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật hay không mỹ cũng hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để phát triển các kế hoạch dự phòng cho một cuộc tấn công hạt nhân của nga và phát thông điệp gian đe tới nga về hậu quả của một cuộc tấn công như vậy khi nga ngày càng đẩy lùi phòng tuyến của ukraina ở miền đông nhiều binh sĩ và cư dân sống gần vùng giao tranh đang phải lo lắng về những gì sắp tới Nga đã kiểm soát nhiều ngôi làng xung quanh Abdiivka, buộc Ukraine phải kéo lùi phòng tuyến. Bất chấp những nỗ lực của lực lượng Ukraine, tiếng đạn pháo ngày càng đến gần những ngôi làng ở miền đông. Tại ngôi làng Ocheretai gần Abdiivka, một người đàn ông 32 tuổi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để sẵn sàng sơ tán nếu lực lượng Nga áp sát. Anh nói, nếu tình hình trở nên nghiêm trọng, những người lính sẽ thông báo với chúng tôi, song chúng tôi không mong điều đó xảy ra. Một người khác cũng phàn nàn về việc mái nhà liên tục bị thủng do pháo kích và mong muốn các cuộc pháo kích chấm dứt. Người này đã chỉ về một chiến hào ở phía xa đường chân trời với những tiếng pháo kích không ngừng vang lên và cho biết nơi đó là Ocheretai, từng là ngôi làng thịnh vượng trước xung đột. Tại Jelani, gần đó, một số cư dân lớn tuổi cuối cùng phải quyết định sơ tán với sự hỗ trợ từ một đơn vị cảnh sát đặc biệt của Ukraine. Một số cư dân ở Chasipya, gần Bakhmut, thậm chí không loại trừ khả năng Nga đạt thêm những bước tiến và kiểm soát khu vực. Đứng bên ngoài một điểm phân phát hàng viện trợ, một người đàn ông cho biết ông mong muốn hòa bình để được gặp cháu gái sống ở Moscow và em gái ở Kaliningrad. Ông nói, một nửa nước Nga là họ hàng của tôi. Một phụ nữ phàn nàn việc lính Ukraine đồn trú gần dân thường, thu hút hỏa lực Nga vào các khu vực và tình trạng thiếu thốn những dịch vụ cơ bản nhất. Không nước, không khí đốt, không điện, không còn gì cả. Khi chúng tôi đi lấy nước, binh sĩ cũng đi và họ đã lấy hết. Tuần vừa qua, giao tranh tiếp tục xảy ra tại nhiều địa điểm dọc theo chiến tuyến, ác liệt nhất là ở phía tây và tây bắc Donetsk, thuộc vùng Donbass Đôn phía đông Ukraine. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã mất gần 7.300 binh sĩ, cũng như các loại khí tài quân sự trong thời gian này. Lực lượng Ukraine được cho là đang triển khai lực lượng phòng bị lâu nay của họ ra chiến trường. Cụ thể là xe tăng M1 Amram do Mỹ cung cấp trong khi Moscow dường như đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự phía sau của Ukraine, như kho dự trữ đạn dược và các điểm tập kết tạm thời. Quân đội Ukraine đã tuyên bố rằng sau khi Avdiivka thất thủ, họ đã rút lui về một tuyến phòng thủ ổn định mới giữa các làng Olovska, Tonenkoye và Berichi. Tuy nhiên, nhiều phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng Kiev thực sự đã thất bại trong việc tạo ra một phòng tuyến như vậy khi chỉ có chiến hào cơ bản được đào vội trong khu vực. Theo báo chí Nga, Oloca và Tonenkoye đã nằm dưới sự kiểm soát một phần của quân đội nước này. Chỉ Berdychi còn nằm trong tay lực lượng Kiev. Quân đội Ukraine đã tích cực triển khai thêm lực lượng dự bị vào khu vực này và Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng nhiều cuộc phản công đã bị đẩy lùi hàng ngày ở khu vực đó. Tình trạng thiếu đạn đang đe dọa nhiều đơn vị của Ukraine trên chiến trường. Nhiều chiếc xe tăng không khai hỏa phát nào trong ít nhất 3 ngày, bởi thiếu đạn nghiêm trọng. Một chỉ huy đơn vị xe tăng cho biết với các chính trị gia phương Tây, cuộc xung đột ở Ukraine là điều gì đó rất xa vời. Dù những người lính vận hành hệ thống pháo Paladin do Mỹ vẫn còn nguồn đạn pháo dự trữ, nhưng hỏa lực của họ đã tỏ ra yếu ớt trước những đòn tấn công liên tục từ Nga. Họ phải cố gắng bắn chính xác để tiết kiệm với những người lính Ukraine, năm nay sẽ là một năm tồi tệ nhất trong cuộc xung đột. Một số đơn vị sắp không còn xe tăng, nhiều người cũng bày tỏ bất bình vì gói viện trợ của Mỹ cho Ukraine bị chặn ở Hạ viện. Tờ Kiev Post ngày 9 tháng 3 dẫn thông tin cùng ngày đăng tải trên website của đài CNN cho biết, do đặc biệt lo ngại về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hạt nhân chiến trường chính quyền Biden cảm thấy buộc phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn một kịch bản như vậy. Giải thích mối lo ngại của Washington, một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ nói với CNN, nỗi sợ hãi của chúng tôi không chỉ là giả thuyết mà còn dựa trên một số thông tin mà chúng tôi đã thu thập được. Thực tế cho thấy vào cuối mùa hè năm 2022, các lực lượng Nga đã phải đối mặt với tổn thất nặng nề khi quân đội Ukraine tiến vào Kherson, một thành phố trọng điểm phía nam Ukraine mà Nga đã chiếm được trước đó, và được nhìn nhận là chiến thắng lớn nhất của Moscow trước Kiev kể từ khi xung đột giữa hai bên bùng nổ vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Các quan chức Mỹ lo ngại rằng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin có thể nhìn nhận việc Ukraine tiến vào Kherson theo cách khác. Ông chủ điện Kremlin từng nói với người dân Nga rằng Kherson hiện là một phần của nước Nga và do đó, theo một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ khác, ông Putin có thể coi tổn thất nặng nề ở Kherson là mối đe dọa trực tiếp đối với bản thân cũng như đối với nhà nước Liên bang Nga. Với đánh giá như vậy, Nga có thể coi một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật như một biện pháp ngăn chặn những tổn thất thêm nữa đối với lãnh thổ do Nga nắm giữ ở Ukraine, cũng như bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào vào chính Nga. Và thế là từ cuối mùa hè cũng như trong suốt mùa thu năm 2022, hội đồng an ninh quốc gia mỹ đã triệu tập hàng loạt cuộc họp để xây dựng các kế hoạch dự phòng nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân của nga nhằm vào ukraina bao gồm việc ngăn chặn và phản ứng như thế nào mỹ cũng hợp tác chặt chẽ với các đồng minh của mình để phát triển các kế hoạch dự phòng cho một cuộc tấn công hạt nhân của nga và truyền đạt cảnh báo cho phía nga về hậu quả của một cuộc tấn công như vậy Ngoài ra, Mỹ còn tìm cách tranh thủ sự giúp đỡ của các nước không phải đồng minh, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, để ngăn cản Nga thực hiện một cuộc tấn công như vậy. Về phía Ukraine, tờ Kiev Post cho biết, vài ngày trước khi CNN đăng tải thông tin nêu trên, cựu phát ngôn viên Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine AFU, Đại tá Vladislav Seletniop, tiết lộ rằng quân đội nước này đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng của Nga vào tháng 4 năm 2022. Theo ông Selesnyov, việc Nga có thể thực hiện bất kỳ hình thức thách thức nào, kể cả bằng vũ khí hạt nhân, là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Và vào lễ phục sinh năm 2022, nhiều quân nhân Ukraine đóng ở thao trường Zavoriv thuộc vùng Lviv đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Cựu phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết thêm lúc đó, ông cũng có mặt tại thao trường, Zavorib và các dấu hiệu về một cuộc tấn công hạt nhân có thể xảy ra đã đến thông qua nhiều kênh khác nhau. Tuy nhiên, đại tá Seletniov tin rằng ông Putin đã được thông báo rõ ràng về những hậu quả nghiêm trọng cả đối với Liên bang Nga lẫn đối với cá nhân nhà lãnh đạo này nếu tham gia vào một hành động khiêu khích hạt nhân nhằm vào Ukraine và cuối cùng chính sách ngoại giao hậu trường đã phát huy hiệu quả. Nga hiện chưa bình luận gì về thông tin do đài CNN và tờ Kiev Post đăng tải. Trong cuộc phỏng vấn được ghi hình hồi tháng trước với đài phát thanh và truyền hình RSI Thụy Sĩ và dự kiến được phát sóng vào ngày 20 tháng 3 tới, khi được hỏi quan điểm về cuộc tranh luận giữa những người khuyên Ukraine nên từ bỏ xung đột vì không thể đẩy lùi các lực lượng Nga với một bên là những người cho rằng bước đi như vậy sẽ hợp pháp hóa hành động của kẻ mạnh nhất. Giáo hoàng bày tỏ, đó là một cách giải thích, đó là sự thật. Nhưng theo tôi, kẻ mạnh nhất là người nhìn vào hoàn cảnh, nghĩ đến mọi người, thể hiện sự can đảm, dương cờ trắng và đàm phán. Từ thương lượng mang ý nghĩa can đảm. Khi bạn thấy mình bị đánh bại, rằng mọi việc không được suôn sẻ, bạn phải có can đảm để đàm phán. Đồng thời, ông cũng cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể thúc đẩy bởi các bên trung gian quốc tế và thực tế là hiện tại có nhiều nước sẵn sàng đóng vai trò trung gian giáo hoàng nói và nhấn mạnh thêm rằng đàm phán không có nghĩa là đầu hàng ví dụ như thổ nhĩ kỳ và các nước khác người ta không nên xấu hổ về các cuộc đàm phán điều này sẽ ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra cần có sự can đảm thực sự để không để đất nước đến chỗ tự sát khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng đóng vai trò hòa giải không giáo hoàng cho biết tôi luôn sẵn sàng đây có lẽ là lần đầu tiên giáo hoàng Francis sử dụng cụm từ cờ trắng hay bị đánh bại khi bàn về xung đột Nga-Ukraine, mặc dù trước đó ông từng kêu gọi các bên đàm phán. Trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 3 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với sự tham gia của Ukraine và Liên bang Nga. Tổng thống Erdogan nói, Chúng tôi sẵn sàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình với sự tham gia của Nga. Ông nhấn mạnh, nếu Moscow và Kiev đồng ý nối lại thỏa thuận ngũ cốc, Ankara sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ, sáng kiến ngũ cốc biển đen đã ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Như trước đây, chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận mới. Về phần mình, tổng thống Zelensky tuyên bố phản đối việc Nga tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình ông nhấn mạnh kiev muốn đạt được một nền hòa bình công bằng trước đó nga đã tuyên bố sẵn sàng đối thoại nếu lợi ích của moscow được tính đến bộ ngoại giao liên bang nga gọi các điều kiện của ukraine trong công thức hòa bình kể cả việc rút quân là không thể chấp nhận được